cách đây 2 tuần á, tôi có quay một vòng chung quanh cái khu vườn tí hon của tôi để giới thiệu các cây quý vị. Bây giờ chỉ có 2 tuần sau quý vị thấy nó đã khác rất là nhiều luôn. Tôi quay một cái nhanh để quý vị xem nha, cái sự thay đổi của cái những cây cối ở những cái vùng ở đây. Thưa quý vị, đây là cúc trắng đây quý vị. Hôm nay nó đã cao được như thế này đây. Và như hôm trước quý vị nhớ là mình có mấy cái có hoa mặt trời đó, giờ có hoa mặt trời nó cũng lớn được như thế này rồi quý vị nè. Đó. Và nó mọc sát luôn, bây giờ cái mấy cái cúc trắng nó lên rồi nên là cái cây mặt trời nó sát luôn với cái cây cúc trắng. Đó, quý vị thấy cúc trắng giờ nó lên cao như vậy rồi đó. Và như quý vị nhớ là phía sau cái đám cúc trắng này thì tôi có cái cây mẫu đơn, cây peony đó quý vị. Bây giờ cái cúc trắng nó đã lên như vậy rồi đó quý vị thấy không? Cái lá nó cũng cao gần bằng cái peony rồi. À, peony nó đang ra nụ đó quý vị. À, thấy chỉ 2 tuần thôi mà cây cối nó lớn nhanh lắm. Và thưa quý vị, đây là cái cây phlox mà hôm trước tôi có thưa quý vị đó, nó lên hàng năm mà hoa nó ra màu hồng tím rất là thơm. Hôm nay nó đã cao đến đây rồi đó quý vị. Đó, quý vị thấy ở cái xứ này chỉ cần 2 tuần lễ cây cối nó nhanh lắm, nắng ấm lên một cái là nó bung ra nó mọc, cái nó xanh hết. Đây quý vị thấy ở dưới đất nè, cái cây ngôi sao mà tôi có thưa với quý vị là cái lá của nó ăn được đó, bây giờ là đang ăn ngon đó quý vị. Mình hái vô mình trộn dầu giấm là ăn nó giòn và nó ngọt chứ nó không có đắng. Đợi vài hôm nữa khi mà nó ra cái ngôi sao màu vàng thì lúc đó nó đắng nè, ăn nó không có ngọt nữa. Đó, quý vị thấy nó lớn nhanh không? Cây cối chỉ 2 tuần thôi nha. Thưa quý vị, đây là cái đám mà cúc mùa hồng của tôi á, bây giờ nó cao như vậy rồi đó, đó. Nó lên cũng cả 2-3 gang tay rồi quý vị. Đó, cúc mùa hồng đó, mấy cái loại này nó là perennial nên là hàng năm nó lên nên tôi không có phải chăm sóc nhiều đó quý vị. Giờ tôi phải đứng lên để chụp ở trên để quý vị xem nó lớn lắm. Đây là đám cúc hồng. Nếu quý vị để ý là cái đám cúc hồng này nó cũng đã bắt đầu nó ra nụ rồi quý vị, cái này nó còn nhỏ lắm nhưng mà nó bắt đầu ra nụ nè. Đó, quý vị thấy ở giữa này nó có cái nụ nè, cái này nó còn bé. Đó, cái cúc hồng này năm nay nó tốt quá, nó có vẻ nó lấn át luôn cái cúc trắng của tôi. Cái kế đến là quý vị sẽ thấy cúc trắng nè, cúc trắng hôm nay của bộ quý vị hơi bị lép vế, cái cúc hồng nó mạnh quá. Đó, quý vị thấy cúc hồng không? Trời ơi, nó lên to quá luôn á. Năm nay nhờ có mấy trận mưa. Thì là đám cúc màu trắng đó quý vị. À, yeah, đúng rồi. Nó cũng đã lên được khoảng 2 gang tay rồi. Đó, và bên cạnh đây là cái loại này tôi sẽ chụp hình giới thiệu cho quý vị, đó là một cái loại nó cũng giống hoa mai của mình lắm mà nó màu vàng, hôm nay nó cũng bắt đầu lên. Bên cạnh này tôi có, đây là cái cây này là cây phlox quý vị. Phlox này nó tranh nhau nó lên luôn quý vị, quý vị thấy không, dữ dằn lắm, lên rất là nhanh, chỉ 2 tuần lễ thôi. Nó xanh um hết. Đây là hoa cúc trắng này quý vị, nó mọc lẫn vào nhau á. Bây giờ là để mà cứ có đất mà thành nó bực 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 nó lên. À, cúc trắng nè, rồi đây là cúc hồng nè. Tôi trồng thấy nó san sát không, trước là thấy cái vườn nó vắng vẻ, bây giờ là coi như nó cứ xanh hết cả lên. Còn đây là phlox. Sau đó là quý vị có nhìn thấy cái là cái bụi hydrangea cẩm tú cầu đó quý vị, nó
nó bắt đầu nó cũng cái hoa nó bắt đầu nó làm đỏ tí 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 và nó còn nhỏ lắm. Phía sau này là quý vị thấy là tôi có ba cái chậu nha đam á quý vị, aloe vera đó, tôi cũng bỏ ra đây, bỏ ra ngoài sân trời nắng ấm rồi bỏ nó ra. Đây tôi có hai cái chậu treo, cái này là creeping chandy quý vị. Trước khi tôi giới thiệu với quý vị thì tôi cũng làm hai cái chậu treo mới, tôi nó chưa có ra hoa. Đây là cái bụi phlox khổng lồ mà hôm trước tôi có quay cái clip mà giới thiệu với quý vị là tôi cắt cái cành héo cho nó hồi mà đầu năm đó. Bây giờ nó lên lớn như thế này đó quý vị. À, và đây là hai cái bụi Sedum Joy mà hôm trước tôi cũng quay cái clip giới thiệu với quý vị là tôi cắt mấy cái cành cho nó đầu năm đó. Bây giờ nó lớn vậy đó quý vị. Đó, nó lớn ha, và nó cũng bắt đầu nó là lá quá trời luôn, cái bụi nó to lắm rồi. Thì tôi chụp xa mà quý vị cũng thấy nó to như vậy á, chụp gần chắc cái đường kính của nó chắc cũng phải 80 phân rồi quý vị, bự lắm. Ở bên cạnh này thì tôi cũng có một cái bụi cục trắng nè, tôi thích cúc trắng, trồng cúc trắng nhiều lắm. Bên đây nữa một bụi nữa cúc trắng. Trắng thì bây giờ nó chưa có ra hoa đâu, nó chỉ có lá thôi. Còn đây quý vị nào mà xem cái video trước của tôi thì nhớ cái cây này. Cái này nó là Creeping Jenny. Hôm trước tôi có giới thiệu với quý vị, tôi quay lúc đầu mùa xuân á, quý vị hôm nay thấy thì nó cũng bò nhiều lắm quý vị, nhưng mà nó bị lấp tại vì mấy cái bụi hoa mẫu đơn của tôi á nó lớn lên cho nó che hết trơn. Quý vị thấy mẫu đơn nè, này là mẫu đơn đó, nó lớn. Tôi có ba cái mẫu đơn ở đây, bây giờ nó lớn lên quý vị, Creeping Jenny nó phủ ở dưới gốc ra cái lá nó che hết trơn luôn. Đó là lý do hôm trước tôi có thưa quý vị là tôi phải quay vào lúc đầu mùa xuân, lúc đó mấy cái cây mẫu đơn này nó chưa có lên á, thì lúc đó quý vị mới thấy rõ cái Creeping Jenny, chứ cái mẫu đơn này nó lên thì nó che hết. Đó quý vị thấy bên đây nè, đấy, cái chỗ này nó cái mẫu đơn nó chưa có lên này, thì quý vị thấy nó đó, Creeping Jenny hôm nay nó lớn như vậy đó, nó phủ hết đất luôn đó quý vị, nó không có cỏ dại, nó không có lên, mai mốt mới cho quý vị hoa nữa. Nó bò dưới đất thôi. Ở đây quý vị là ba cái bụi mẫu đơn của tôi. Hôm nay nó lớn như thế này, bắt đầu nó có nụ quý vị. Vài tuần nữa thì nó cũng sẽ nở hoa. Quý vị thấy Creeping Jenny nó bị lấp ở dưới hết trơn. Đây cũng bụi mẫu đơn nữa nè. Đằng sau lưng nó là tôi có cúc trắng. Và đây là cái bụi mẫu đơn thứ ba. Nó hết đất luôn quý vị, đất nhỏ thành ra nó một đầy luôn. Và thưa quý vị, đây hoa iris vàng của tôi hôm nay nó nở rồi đây. Quý vị thấy nó nở đẹp không? Còn rất là nhiều nụ nó sẽ nở trong những ngày tới. Phía sau nó là cái cây quầy di là đó quý vị, vẫn tiếp tục nở.
Và đây thưa quý vị là hoa hành. Hoa hành nở màu tím rất là đẹp luôn. Hành này sau khi mà nó nở xong rồi bắt đầu nó kết hạt là tôi phải cắt vì dục hết. Tại nếu không cái hạt này nó búng là cái vườn là đây là hành. Cũng như hẹ cũng vậy quý vị. Tôi đã mắc phải một cái sai lầm là hồi trước tôi để hẹ nó ra hoa màu trắng thì rất là đẹp, nhưng sau đó rồi nó đóng hạt, rồi nó búng hạt. Trời, bây giờ cả cái vườn của tôi nó toàn là hẹ. Tôi đi tôi nhổ không là cũng mệt luôn. Nó nhiều ơi là nhiều luôn. Và đây thưa quý vị là cái chậu cúc vàng của tôi. Quý vị thấy cái lá nó xanh mướt không? Đây là cái chậu cúc vàng thứ hai. Chậu này nó nở mấy hôm nay rồi quý vị. Và hôm nay thì hoa nó có bắt đầu nó muốn có vẻ tàn rồi. Đó, quý vị xem. Thì một cái trick quý vị, để cho mà mình có hoa xem lâu á, mình kéo dài cái thời gian nó lâu á, là quý vị thấy những cái hoa nào mà nó đã héo đó thì mình cắt đi cho nó nha. Chẳng hạn như quý vị thấy đây nè, tôi có những cái hoa nó héo, chẳng hạn như cây này nè. Đó, cái hoa nó héo như thế này nè quý vị. Đây. Thì mình cắt đi cho nó. Thì khi mà mình cắt như vậy á, cái cây nó sẽ bị kích thích á, và nó sẽ ra nhiều hoa hơn. Đây, chẳng hạn những cái hoa này là nó héo rồi quý vị. Mình cắt mình bỏ nha. Đó, cái đó là một cái trick mà nhiều người trồng hoa không có biết á. Nên là mình cứ để nó ra hoa rồi nó bị cũ á, thì nó không có ra hoa mới nữa. Mình cắt cho nó. Đó, quý vị thấy tôi sẽ cắt cho nó. Thì mình kéo dài cái thời gian có hoa lâu hơn. Đó. Đây, cái ông làng xóm ông cắt cỏ ồn quá. Sẽ ra hoa lâu hơn như bình thường đó quý vị. Và thưa quý vị, đây là iris màu tím của tôi, nó cũng bắt đầu ra hoa rồi quý vị ơi. Và đây là iris trắng tím cũng bắt đầu ra hoa. Thơm lắm quý vị. Nó mới ra vài hoa thôi. Và đây là cây columbine trắng tím. Và đây là columbine trắng hồng đó quý vị. Đó là những hoa nở trong vườn nhà của tôi ngày hôm nay chia sẻ cùng với quý vị.